cầm dây. Cầm nó ra đi. Heo này nha. Đây. Đậu heo mình chấm với lại mắm tôm nha cả nhà. Với lại cái gì ta? Cây cả nhà, cây đu đủ non. Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Hôm nay mình ăn cái đậu heo với lại má heo á cả nhà. Mình luộc mình chấm mắm tôm nè cả nhà. Mắm tôm siêu cay. Mắm tôm với lại cái này cây cải. Củ cải con á cả nhà, người ta tách ra để mấy cái kia nó cho củ nó to hơn á, nó chật quá giống như kiểu mình cấy á cả nhà. Hai. Mời cả nhà. Chào cả nhà, giờ này mình dùng nha cả nhà, nãy giờ mình cũng có giới thiệu rồi đó, cái đầu heo nè cả nhà, đầu heo nè, này phần bên trong á cả nhà, đây là mình cắt cái phần cái mỏ cả nhà. Phần mỡ này cả nhà, chấm nước mắm tôm siêu cay nha cả nhà. Nè. Mắm tôm này ngon. Cái cải này là cái cây cải của củ cải đó cả nhà, tại nó mọc dày quá người ta tách ra bớt á. Cái này mình muốn mà không cái mỡ da đầu nó cái kiểu má heo á, mà mình muốn không cho nó ngán thì mình hầm cho nó mềm gục chút đó nha, hầm cho nó mềm gục chút là nó cái thịt nó cái mỡ nó không có béo mấy. Mắm tôm siêu cay. Cái này nó ăn the như kiểu cái củ cải trắng mà mình bóp giấm á cả nhà. Nó the ngon vậy đó. Ngon quá nha, béo béo đã. Trời ha, ở ngoài này cái trời nó hơi bị hắt nắng đó nha, đội nón. Con chó lại gần mình cho nó.
ngon. Hôm nào không? Hôm nào mình làm cái đầu heo mà quay trong cái lu á nha. Cái nướng gì cũng ngon. Nhà có cái lu bể á nha. Cái này thường thường người ta có bán cái xương đầu heo á cả nhà. Cái phần xương này nè. Cái xương đầu không á là mình mua 1 ký đâu 30-40 gì đó, mình mua cái đó về mình hầm với lại măng á cả nhà cũng ngon. Cái thịt nó ở trong này nó béo quá. Béo ăn đã cả nhà. Ở quê thì một ngày mưa một ngày nắng. Mưa quá thì không làm gì được. Nhưng mà kiếm cá được. Còn nắng quá thì đi lao động công nhân á, thì nắng nó cực lắm, chịu không nổi. Nắng là 30+ không á cả nhà. Cái đầu heo mình mua nguyên trái thì nó cũng rẻ, chừng 200+ gì đó. Còn mình mua má riêng nè, cái má heo nè, với lại lỗ tai riêng, với xương đầu riêng, rồi lưỡi riêng, là cái giá nó khác nhau hết đó. Còn mình mua nguyên cái đầu mình lợi hơn, ăn được nhiều hơn đó nha. Phần mỡ nè, mình hầm cho nó mềm á, bây giờ mình bấm mình xé là nó ra nè. Mình ở đây mấy vụ hành tím ít ăn lắm, có ăn củ gừng hoặc tỏi ngâm mà được. Thấy mấy ông người Trung Quốc mấy ổng ăn củ hành này nè, một buổi cơm gì là phải có củ hành. Mình lâu lâu ăn lần nữa. Ăn nó cái mũi nó hăng quá chịu không nổi. Ở Việt Nam mình thì thường thường nêm lần ít ít được, kiểu giống như mình phi á,
phi tỏi với tép mỡ nghe nha. Cái đó ăn cơm cũng ngon. Phi tỏi với tép mỡ mình ăn cơm nguội mà mình chan dầu ăn vô, mình không có chiên cơm nha, mình chan dầu ăn không. Cái phần mũi á cả nhà, nó có cái sụn á, nó giòn giòn cũng đỡ ngán lắm nè. Húp mắm tôm như là húp chè vậy. Cái sụn này giống như cái sụn lỗ mũi bên này cả nhà. Cái thịt này mình sẽ